Tớ đang làm gì vậy? Vào game chạy bo cùng với tớ nè. Thôi, tớ đang ngủ. Cậu cho nó ngoan đi. Thôi vào lẹ đi, nhanh lên. À, biết rồi. Ta đã từng như thế nào em ơi, em còn nhớ không em? Vòng bo vòng xanh hay vòng đỏ, mình cùng nhau chạy bo thâu đêm. Anh đã đều đưa em chạy khắp nơi cho đến mức chúng ta cùng xanh cỏ. Và em là chiếc hộp nhỏ nhưng anh chẳng thèm vứt đâu nha. Anh sợ em chạy bé đầu nên vứt em vào cái thùng dầu. Cả hai chúng ta cùng chạy thùng dầu sau lưng cô ta sao mà chịu nấu. Ở nhà một mình cùng với mùa dịch, đó là cô Rovi. Em sẽ không chán nữa em, nói mình cùng chạy bo đây. Ở nhà thì em chỉ biết nằm ăn và lăn ra ngủ đến chiều. Nhưng đã vào game thì em như thế nào em cũng chỉ muốn nâng niu. Em là con bót cô ta, thâm nhâm như một đứa trẻ. Chỉ muốn được chạy khắp nơi chứ không muốn có mùa hè. Mùa hè năm nay không sợ nóng, cũng chẳng phải sợ tiếng ve sầu. Mà là em sợ không được đi đâu và học đến mức đâu.